Trong khi một số tỉnh đang ngừng nhân rộng mô hình trường học mới VNN, có nơi đề xuất tạm ngưng mô hình này, thì Thành phố Hồ Chí Minh là nhân rộng mô hình VNN ở các bậc trung học cơ sở trong năm học 2016-2017. Vậy mô hình này có mặt tích cực và hạn chế gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua một số nhà trường đã triển khai mô hình trường học mới này tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một lớp học theo mô hình mới VNN tại trường tiểu học Tân Thông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình này thay đổi đáng kể so với phương pháp dạy và học truyền thống khi lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên chuyển đổi từ giảng giải, truyền thụ kiến thức sang tổ chức hướng dẫn học sinh, học cá nhân, học theo nhóm. Trong các tiết học, bàn ghế được sắp xếp ghép lại theo nhóm học sinh để cùng thảo luận một vấn đề mà giáo viên đưa ra. Mỗi cá nhân học sinh phải tự suy nghĩ để tạo ra sản phẩm học tập của chính mình bằng cách vận dụng kiến thức đã có để giải quyết các tình huống nảy sinh khi giáo viên trao đổi. Bắt đầu tiết học thì thầy mời các bạn viết đề bài, tên bài giàu dở, rồi tụi con sẽ bắt đầu đọc mục tiêu cá nhân, rồi bạn nhóm trưởng sẽ mời các bạn đọc lại mục tiêu. Sau đó thì bắt đầu vào hoạt động 1, thì hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm đôi, hoạt động nhóm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình thử nghiệm, giáo viên lên đồng kết hợp cách dạy truyền thống với ưu điểm của mô hình dạy học mới. Đặc biệt đối với những em có tư duy tốt thì cách học này giúp các em tự tin thể hiện được quan điểm của mình. Nếu như ở bậc tiểu học, các em đã được học theo mô hình mới, thì trong năm đầu của bậc trung học cơ sở, các em vẫn rất hứng thú với phương pháp học này. Có nhiều bài con không biết, con có thể giơ mặt khóc hoặc mặt cười lên để hỏi cô. Chúng con cảm thấy mô hình này rất là tốt cho chúng con. Mô hình thời xưa thì khi mà làm bài không khí nó rất là căng thẳng và không vui tươi như bây giờ. Các em phát biểu rất là tự tin. Rồi các em thảo luận nhóm, các em biết học nhóm và biết chia sẻ, rồi biết thông cảm với nhau, rồi biết giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cái mới mà tôi nhìn thấy ở các em. Tuy nhiên là mô hình mới nên phương pháp dạy và học này cũng còn những hạn chế khi áp dụng vào thực tiễn. Đó là tính nhút nhát của học sinh. Cùng với đó, sĩ số học sinh của mỗi lớp học vùng ven còn quá đông. Vì thường các khu vực này có lượng dân nhập cư lớn, cũng khiến cho việc trao đổi kiến thức giữa giáo viên và học sinh theo nhóm không thể chu đáo. Lý tưởng là lớp chừng 20 mấy em học sinh thôi. 4 nhóm, 5 nhóm là lý tưởng, nhưng mà lớp em dạy là khoảng là 6-7 nhóm. Thì 45 phút mà phải đi tới từng nhóm như vậy á, rất là mất thời gian. Mà để mấy em tự hình thành kiến thức nữa thì rất là lâu. Rồi như vậy là dạy không bao giờ là đủ bài. Khó khăn ở cái chỗ là kiến thức quá nặng mà tư duy của em còn non yếu lắm, nó hình thành chưa được. Hơn nữa, ở bậc trung học cơ sở chỉ có một số trường áp dụng mô hình trường học mới VNN, trong khi thi thì không có sự khác biệt. Do vậy, các trường đã áp dụng mô hình VNN đều lo ngại phương pháp này có thể ảnh hưởng đến kết quả thi cử. Bộ phải nên có cái tính toán chỉ đạo như thế nào để làm sao các em nó đảm bảo kiến thức căn cơ nhất, để những kỳ thi các em nó giống như những bạn khác ở cái bậc phổ thông bình thường. Đó thì cái nỗi lo là cái nỗi lo về cái phương pháp với nội dung chương trình, cách dạy, cách học. Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm học này, Sở không bắt buộc các trường phải chuyển đổi sang mô hình VNN, tùy điều kiện của từng trường để có thể thay đổi cho phù hợp. Tinh thần những cái ưu điểm của mô hình trường học mới thì chúng tôi đã triển khai đến gần như tất cả các trường học ở địa bàn thành phố, ở các trường tiểu học. Trên cái tinh thần là hiệu trưởng phải thấu hiểu, phải vận dụng được tình hình của đặc điểm mô hình đó ở tại trường mình như thế nào thì Sở sẽ khuyến khích chứ không có một cái áp buộc. Qua một số mô hình trường học mới VNN tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự gắn kết giữa học sinh, giữa học sinh với giáo viên đã tốt hơn. Quan trọng hơn là các em đã bày tỏ được ý kiến của mình về vấn đề được học, giúp chủ động hơn trong tư duy chứ không chỉ thụ động tiếp thu bài giảng. Tuy nhiên, để mô hình trường học mới thành công đúng như mục tiêu, đưa học sinh phát triển toàn diện, còn cần những thay đổi đồng bộ cả về cơ sở vật chất và tư duy trong học hành thi cử. Hơn một năm nay, mỗi con chim giống bán với giá 70.000 đồng một con. Ngoài bán con giống, anh còn nuôi chim trĩ thịt. Khi trưởng thành, chim trĩ trống đạt trọng lượng khoảng 1,7 kg, chim mái khoảng 1,2 kg. Chim trĩ thịt có giá từ 250.000.